Đây là hai đứa em út ở trong nhóm của bé Vũ Thu Phương nha mọi người, rất là vui vẻ luôn. Đây là Ngọc Nhi và đây là Đông Đông nha, hai hot girl chuyển giới đó mọi người. Rồi, ơi quên, hai đứa con gái bánh bèo thì có mình em chuyển giới rồi. Kênh này của anh cậu ấm Tây Sơn nha. Này của Sài Gòn anh Street View. Sài Gòn Street View và cuộc sống Sài Gòn TV. Cái này mọi người. Ở kênh của anh kênh gì? Gia Hưng Vlog nha. Mọi người chưa subscribe đăng ký nhớ đăng ký để chị Thu Phương nha. Rồi đăng ký cho mấy anh YouTube có động lực để mua nhiều clip hơn nữa. Em và Đông Đông nha cả nhà ơi. Hôm nay em ra đây em chúc mừng sinh nhật của chị Phương. Hôm nay là sinh nhật của chị Phương á. Mong mọi người ơi chị Phương bán khó rồi nè. Chuẩn bị của tụi em sẽ có chương trình đi chơi tiếp nha cả nhà. Lấy đi. Đây chị nói nó một cái bụng gì đi bé. Đúng rồi, nó nghĩ Đông Đông. Đông Đông nha, đây là em gái của em. Ai vậy? Ngày mai, ê thứ hai ghé ăn giùm em nha. Vui vẻ nha, cái gì cái con chị sáng là con em sáng nha. Kim Trần nói là bữa nào em đem máy ra quay chị nhé. Tối đi, tối vô nhà quay chị, tao cho mày quay gì tao luôn. Quay gì? Nhi ơi, vô đây quay nè. Cái Nhi ý mới vừa về nè cả nhà. Cái Nhi vô đây luôn đi. Nhi ơi, đây quay cho chị Phương kìa. Đây. Đây là hai đứa em út ở trong nhóm của bé Vũ Thu Phương nha mọi người, rất là vui vẻ luôn. Đây là Ngọc Nhi và đây là Đông Đông nha, hai hot girl chuyển giới đó mọi người. Rồi, ơi quên, hai đứa con gái bánh bèo thì có mình em chuyển giới rồi. Nói cho mọi người biết nha, chị Phương bán cái biên chi và ở những show đi tiệc sinh nhật đúng không chị con? Thì xin chào, đã cứ tất cả tiền nào mà muốn có chị Thu Phương đến chung vui á thì mọi người inbox cho chị Phương nha, có số điện thoại là chị Phương sẽ để trên Facebook nha cả nhà nha. Rồi, hai đứa em gái có muốn điều gì muốn nói với các khán giả của các kênh đó mọi người nói. Mà cảm ơn ngại. Hai đứa em gái em ngại với mọi người cho nên bé Vũ Thu Phương thay mặt bé Đông Đông và bé Ngọc Nhi chú Trần Lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép ba chị em gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đã dành ít thời gian, mình đã vào kênh YouTube mình đã xem mấy chị em đó. Thời gian qua mưa nè, nắng nè, rồi dịch nè, mọi người vẫn chừa tình thương cho em mà đến ủng hộ cái duyên viên em. Cho nên ngày nào cũng hết á, em rất là cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn những anh chị em bạn bè, mấy anh YouTube luôn đồng hành cùng em. Cho nên những anh chị em bạn bè nào mình ở nhà xa đó, mình chưa subscribe đăng ký, mình hãy giúp em thương mấy anh YouTube, mình hãy subscribe đăng ký kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV nè, anh Hiệp Lang Thang nè, anh Lộc Phút nè, rồi kênh của Thu Phương Cái Viên Chiên nè, cậu ấm Tây Sơn nè, Gia Hưng Vlog nè, phải không anh? Đó, rồi kênh của anh Sài Gòn Tiếp Phiêu, đó Sài Gòn Tiếp Phiêu. Cho nên mọi người nhớ nha, ai chưa subscribe đăng ký thì mình giúp em. Cứ như cá sống thì nhờ nước đi, còn mấy anh YouTube sống thì nhờ tình thương của tất cả mọi người nha. Cho nên mọi người hãy nhanh lại. Đó, đúng rồi đó mọi người, bye bye mọi người nha. Sáng quá sáng luôn. Mấy người đẹp đi, đẹp quá đi. Đẹp chở được mấy đứa gì. Happy birthday, quay đủ rồi. Bé Vũ Thu Phương xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Rất là cảm ơn những anh chị em bạn bè mình đã tổ chức sinh nhật cho em rất là vui luôn mọi người. Đây là một năm phải nói là quá bất ngờ đối với cuộc đời của em luôn. Một năm mà em gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cái thứ nhất là, cái thứ hai là em bán cái số lượng các viên kiên tăng hồi đó rất là nhiều. Là nhờ anh Coloman nè, nhờ mấy anh YouTube nè, anh Cuộc Sống Sài Gòn TV, anh Hiệp Lang Thang nè, Thu Phương Cái Viên Kiên, rồi Sống Ngầm Channel, rồi tất cả mấy anh YouTube nè. Nói chung là kênh nào có mặt em là mọi người nhớ like và subscribe nha.
điều ước của em là em ước gì á, ngày nào em cũng hết cái duyên kia và mọi người lúc nào cũng yêu quý chị em hết. À, em chúc cho cả nhà yêu luôn luôn sức khỏe nè, và chặng đường của mọi người đó lúc nào cũng thành công trên con đường và sự nghiệp nè, và luôn luôn có tiền nhớ ra ủng hộ cái duyên kiên em nha. Không có tiền em bán phiếu không sao hết á. Vui vẻ cho mọi người. Rất là vui luôn. Tiếp lời Thu Phương thì cũng thay mặt cho Thu Phương thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em trong cộng đồng YouTuber, và cũng xin chúc cho tất cả các anh lúc nào cũng gặt hái được nhiều thành công, và kênh của tất cả các anh sẽ ngày càng thành công và nhiều lượt khán giả surprise nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ cảm ơn. Bye bye mọi người nha. Ok. Nhi xin vô một nhi. Ơn gì vô. Minh Tuyết nè, quá đẹp. Và từ máy thôi, từ máy này chú này để họ bị lé luôn á. Rồi kênh của anh Cuộc Sống Sài Gòn TV. Ok luôn rồi. Rồi kênh anh Hiệp chưa? Rồi kênh anh đẹp. Quay chưa? Rồi kênh của Âu Vương có cái máy làm video. Cái máy làm bên 50 bên 50. Rồi kênh của anh Gia Hưng Vlog nè. Rồi vui vẻ. Rồi kênh của anh Sài Gòn lớp Phương. Rồi cảm ơn tất cả mọi người anh YouTube nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người tối nay làm gì Thu Phương? Ăn bánh kem chú đi. Nói chứ cảm ơn anh gì tặng bánh kem cho em nè. Anh Khoa Lê đó, cảm ơn Khoa Lê bên Mỹ rất là nhiều nha. Anh Khoa Lê bên Mỹ đó mà nhớ tới ngày sinh nhật của em và tặng cho em chiếc bánh rất là đẹp luôn. Cho nên em cảm ơn Khoa Lê nha. Em chúc cho anh Khoa Lê với lại gia đình lúc nào cũng sức khỏe, cuộc sống thì mới mẻ hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn và luôn luôn nở nụ cười nha anh Khoa Lê nha. Cảm ơn Khoa Lê với lại tất cả mọi người. Cảm ơn anh Khoa Lê đó. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, Thu Phương. Mở YouTube ăn chung bánh với tụi em luôn nha. Vui vẻ. Ăn tiền giải các bạn đi phụ. Đó, giải cho. Rồi, còn gì đâu kia. Còn gì đâu kia. Họ đang uống gì vậy? Uống nước đi anh. Uống nữa. Uống nước đi em. Lấy mấy chai nước đi anh. Lấy 3 chai không độ hay là 4 chai không độ. Ừ, đó, đi. Bánh nhà sinh nhật. Cái bánh này nè, bánh này của anh gì nữa nè. Chúc mừng đi trời. Ủa, 2-3 bánh luôn, bánh này của anh Khoa Lê này nè. Này của YouTuber Lâm á. Cái này là của anh Lâm nha cả nhà. Này của anh Khoa Lê. Bây giờ tụi mình sẽ quay một cái đoạn clip tụi mình các bánh kem cho mọi người. Chưa có gì trời. Lấy cái thùng lên, cái thùng nhỏ lên, thùng nhỏ đâu. Để đây nè chị. Đây là quà những đứa em tặng em nè mọi người, là mấy chiếc áo tập hợp nha cả nhà. Đây là tập hợp nè mọi người, đây là những chiếc áo của hai đứa em, là bé Tiền đó, tặng nhạc gì của bé Tiền tặng cho em nha. Cảm ơn bé Tiền rất là nhiều luôn. Đây là này là của Chương Thành Lộc, đây Chương Thành Lộc đã tặng cho em một cái áo sơ mi đó, rất là cảm ơn nha. Tặng cho chị nè. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Tặng iPhone mà chị. Cảm ơn em nha. Tại sao? Cắt đi chị, cắt bánh kem đi. Ok, cảm ơn mấy anh YouTube nhiều nha. Cảm ơn tất cả các bạn, những anh chị em luôn luôn đồng hành cùng với đế chủ Thu Phương nha mọi người. Tôi đồng ý. Phương sẽ cắt bánh kem. Cái bánh cắt này giống như là chuẩn bị đăng ký chuyển giới. Đó, mời mọi người nha, mời mấy anh YouTube ăn ủng hộ, ăn chung với tụi em nha, quên ăn ủng hộ phải không? Em phải ăn nha, tại vì sao đây là những chiếc bánh dễ thương. Ăn đi, đây là mình chia và hả, nhiều may mắn nữa. Dạ đúng rồi. Anh ăn là mấy anh sẽ được rất là nhiều sub nha. Ăn đi rồi, chút nữa em kêu mấy em út của em gì nữa. Ở đây cái chị Phương kia cũng có phục vụ nó nha, giống như ăn đi giờ em rút giùm cho. em rút cho ăn, không mấy ăn không được em bốn cho ăn. Ủa hay gì trời. Nghe Long Long nói không các bạn? Long Long rất là dễ thương nha mọi người. Đây
chị gắt tôi đây đi về, em đưa cho anh. Em mời anh. Không nữa đi mấy chị. Mọi người uống không đổi với em nè mọi người. Anh đồ uống cho mệt. Cái này kiên cặp cho mệt. Anh ơi. Hôm nay là một năm rất là vui luôn. Tại vì mấy năm trước là không có năm nào em đãi sinh nhật hết đó. Chỉ có năm nay là giống như là mấy người em, mấy người chị em hùng tiền lại rồi người này người kia thương em là tặng quà cho em đó. Tặng cho mấy YouTube mỗi người $100 100 đô. Tặng cho mấy anh mỗi người 100 đô. Không phải trời, đừng có khóc nha. Anh Lâm ơi, riêng anh á là em tặng cho anh 100 đô nha. Em tặng cho anh Lâm 100 đô nha. Rất là vui mừng luôn mọi người. Tại vì 30 năm rồi đó là có một năm nay là năm đặc biệt thôi đó mọi người. Dạ. Ôi đi nè. Đang quay phim. Mua bán cực khổ đổ bờ hối trên mọi người thấy không? Rồi cảm ơn chị. Hôm nay chị nó hot nhất rồi đó tôi luôn. Ba chị nha bé. Mốt bớt chửi chị lời nha. Xui ghê. Thế cả chị chế mình tiếc hoài mà. Ấy em là chị thôi chứ em nhát nó mới chửi em hoài mọi người. Anh hiếp hoài quá. Nhưng mà nó chửi chửi nó vẫn thương. Đi xô nó quấu em hoài. Ở chứ mọi người cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian để ngồi xem các kênh YouTube của các anh và để cùng ủng hộ và cùng chúc cho Thu Phương ngày sinh nhật thật là nhiều niềm vui hơn nữa thì cũng không biết nói giờ hồi nãy giờ cũng chỉ là biết cảm ơn tất cả mọi người thôi ạ. Bây giờ mời tất cả kênh YouTube sẽ cùng chung vui với hai mấy chị của tụi em cũng như ngày sinh nhật Thu Phương thì ăn một chút bánh kem để cho lấy phảo nha. Cảm ơn mọi người. Hồi nãy em cầu nguyện á là em muốn gì á là các máy quay của em đó các anh chị em như Cuộc Sống Sài Gòn TV nè rồi anh Hiệp Lang Thang hay là Lộc Phú gì đó hay là kênh Thu Cái Duyên Chiên hay là kênh của anh Gia Hân Vlog nè rồi kênh của anh Cậu Ấm Tây Sơn kênh của anh Sài Gòn Dick Phil nè Sài Gòn gì kệ kệ thì mọi người chương trình thì ngoài việc buôn bán lô vương thì nhóm của tụi em cũng có phục vụ chương trình văn nghệ thôi noi các chương trình tiệc cưới thôi noi sinh nhật rồi đó thì mọi người hãy nhớ ủng hộ nhóm công ty thì gọi đến chữ lô vương nha mọi người công ty ma công ty cái gì riêng rồi đó thôi chứ mọi người ơi mọi người những anh chị em bạn bè nào đã coi kênh YouTube và đã thấy em rồi đó những anh chị em bạn bè mà ở xa mình chưa ăn cá biên chiên được thì mình coi YouTube đó mình chưa đăng like và subscribe đăng ký thì mình thương em cũng như thương mấy anh YouTube mình like và đăng ký để mà giúp cho anh Cuộc Sống Sài Gòn TV nè rồi kênh của anh Hiệp Lang Thang nè của anh Lộc Food nè Thu Vương Cái Viên Chiên Gia Hưng Vlog nè rồi Cậu Ấm Tây Sơn rồi kênh của anh Sài Gòn Phil nè đó mấy mọi người với anh chị em bạn bè mình ở xa đó mình subscribe mình đăng ký để mà mình giúp cho mấy anh YouTube đó có động lực nhiều hơn rồi để quay những clip hài những clip vui vẻ để mà phục vụ tất cả mọi người nha. Rất là cảm ơn mọi người nha. Dạ ăn chung với mấy tụi em nè mấy anh YouTube rồi cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối là vui vẻ nha. Chị Tí rồi nè ăn chung đi Tí mỗi người nhớ ngủ thiệt ngon vào tối này để mơ về chị Phương nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Những video tiếp theo có sự kiện gì mọi người nhớ like ăn đồ ăn uống với tụi em không ăn là bố có cho quay nha.